phải không? Cho nên mình trở vào cái tánh nghe thì mọi cái tai nạn đều hết, thì đó là lý. Mà nếu hiểu lý như vậy thì nó mới không bị chướng, không bị kẹt, phải không? Nếu hiểu theo sự thì ở đây nó bị kẹt. Rồi tới cái đoạn sau, nếu có 100.000 muôn ức chúng sanh vì tiền vàng bạc lưu ly vân vân, rồi đi vào trong biển lớn, giả sử gió đen, để chữ này tôi nói gió đen là vì nguyên chữ Hán là hắc phong, mà nói gió lớn thì không được, thổi ra thuyền của kia trôi tóc nơi nước quỷ la sát vân vân. Thì cái câu chuyện này muốn giải thích thì chỉ có các thiền sư giải với tôi. Hồi xưa, tức là đời Tống, tôi quên tên vị thiền sư, có ông tướng công, ông tới hỏi đạo lý cho ngài. Khi tới thì ông dẫn cái câu trong kinh Phổ Môn này: giả sử hắc phong suy kỳ thuyền phưởng, phiêu đạo la sát quỷ quất, kỳ trung nhược hữu, nải chí nhất nhân, xin Quán Thâm Bồ Tát danh giả, thị nhân, thị chuyên nhân đẳng, giai đắc giải thoát la sát, chi nạn, vân vân. Đảo hỏi, như vậy thì thế nào là hắc phong? Hắc phong tức là gió đen đó. Thì ngài bình tĩnh, ngài nói rằng ông là một vị tướng công mà đi hỏi dư dẫn. Thì tướng công mà nghe chê vậy nổi tức không? Ông nổi sân mặt đỏ lên. Cái này đó, hắc phong đó. Hắc phong đó. Thì như vậy hắc phong là cái gì? Thiền sư không nói hắc phong là gió đùng đùng tới, rồi mây đen mịt mịt trên trời, mà nói hắc phong là cái nỗi sân mình á. Và bây giờ tôi nói ví dụ như quý vị ở trong chùa đây, rồi có cái người nào ở ngoài họ hận thù mình hồi nào không biết, họ tới cửa cổng chùa cái họ kêu tên mình, họ chửi và kêu thiệt to, mình ngồi trong này nghe lòng lộng, thì lúc đó nghe rồi sao? Nghe cái nỗi sân. Nổi sân nên là sao nữa? À đó, mà nổi sân tức là hắc phong. Hắc phong cái nó thổi thì sao? Cái ghe thuyền phiêu bạc nơi cõi nước La Sát, thì lúc đó nó đẩy mình từ ở trong cái nhà tăng này, cái từ từ bước chân ra, cái đi đâu? Đi ra cái chỗ người ta chửi đó, để ăn thua, phải không? Mà ra tới đó cái gặp người ta, người ta đã thù quán mình rồi, ăn thua cái rồi có chuyện mà cãi giả đánh đập như nào, thì đó là bị quỷ la sát nó hại rồi. Thì như vậy từ cái nóng giận nó đẩy mình đi từ từ tới cái chỗ mà để chịu khổ, chịu đau đớn, thì đó là quỷ la sát chứ gì. À, như vậy thì từ cái hắc phong suy kỳ thiền phưởng, phiêu đọa la sát quỷ quất là vậy đó. Thì như vậy thì thiền sư thấy cái hắc phong này là cái lửa sân. Như vậy thì muốn cho hết cái sân phải làm sao? Hết cái tai nạn thì sao? Nếu vừa nổi sân đi tới chừng khoảng đầu hàng dương, cái nhớ niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, ngồi cái sân nó xuống cái có đi ra mãi cự lộn không? Hết cự lộn thì nó cứu mình rồi. Nhờ Bồ Tát cứu mình khỏi có bị quỷ la sát hại, phải không? Niệm như hiệu quan trong Bồ Tát cái quỷ hết hại mình được đó. Thì như vậy là do niệm quan trong Bồ Tát mà tâm sân mình nó dừng lại, mà tâm sân dừng lại thì cái tai nạn nó cũng theo đó nó hết à. Cho nên là quỷ nó không có hại mình được, không có nhân duyên gì mà hại mình được hết. Thì như vậy nó mới thực tế, phải không? Chứ còn chờ gió thổi mà ra biển rồi tới cái cõi nước quỷ la sát. Bây giờ trên thế gian này người ta biết cái đảo nào ở đâu họ có biết hết trơn rồi, thì hỏi chứ cái nước nào là nước la sát, nó nằm ở vị trí nào, có không? Mình nói theo kinh đây nói thì nói có cõi nước quỷ la sát, người ta hỏi cõi nó nằm chỗ nào thì nói là sao? Đâu có cái thực, phải không? Như vậy thì đó là cái biểu trưng để nói rằng khi mà chúng ta sân si lên, nó đẩy chúng ta đi tạo nghiệp, tạo tội. Lúc đó mình nhớ đến Quan Thế Âm Bồ Tát, mình niệm ngài, tâm mình nó bớt cái cơn sân lại, dịu dần, cho nên chúng ta không có đến cái chỗ hại.
mà chúng ta được an ổn. Thì hiểu như vậy ta mới hiểu được cái ý của đoạn này. Nếu lại có người sắp sẽ bị hại, xưng danh hiệu Quán Âm Bồ Tát, thời giao gậy của người cầm liền gãy từng khúc, người ấy được thoát khỏi. Nếu quỷ dạ xoa cùng lá sát đầy trong cõi Tam Thiên Đại Thiên muốn đến hại người, nghe người xưng hiệu Quán Âm Bồ Tát, thời các quỷ dữ đó còn không có thể dùng mắt dữ mà nhìn người huống lại làm hại được. Dầu lại có người hoặc có tội hoặc không tội, gông cùm xiềng xích trói buộc nơi thân, xưng danh hiệu Quán Âm Bồ Tát phải đều đứt rã liền được thoát khỏi. Nếu kẻ quán tặc đầy trong cõi Tam Thiên Đại Thiên có một vị thương chủ dắt các người buôn đem theo nhiều của báo trải qua nơi đường hiểm trở, trong đó có một người sướng rằng các thiện nam tử chớ nên sợ sệt, các ông nên phải một lòng xin danh hiệu Quán Âm Bồ Tát, vị Bồ Tát đó hay đem pháp vô quý mà thí cho chúng sanh, các ông nếu xin danh hiệu thời sẽ được thoát khỏi quán tặc này. Các người buôn nghe rồi đều lên tiếng xưng rằng Nam Mô Quán Âm Bồ Tát, vì xưng danh hiệu Bồ Tát nên liền được thoát khỏi vô tận ý Bồ Tát. Quán Âm Bồ Tát sức quay thần cao lớn như thế. Thì cái đoạn này là nói những cái người bị nạn, sắp bị hại mà niệm danh hiệu Quán Âm Bồ Tát thì cái người cầm đao cầm gậy nó gãi từng khúc, còn người mà bị quỷ la sát nó đến cái chỗ của nó mà quỷ la sát nhiều vô cùng vô tận, mà niệm danh hiệu Quán Âm Bồ Tát thì các cái quỷ dữ đó nó không dám ngó mình, huống nữa là hại. Rồi những người ở trong ngục tù bị gông xiềng mà nếu niệm danh hiệu Quán Âm Bồ Tát thì gông xiềng gãi hết, hoặc là đi buôn mà gặp giặc cướp, niệm Quán Âm Bồ Tát thì giặc cướp nó không có phá được. Thì đó là kể cái công hiệu của người niệm danh hiệu Bồ Tát mà mọi cái tai nạn nó đều qua. Mà Bồ Tát này là hay bố thí vô quý cho chúng sanh, vô quý là không sợ. Bởi vì tất cả cái sợ là nhân của cái khổ, phải không? Sợ có phải khổ không? Khi nào chúng ta sợ cái gì lúc đó khổ không? Bây giờ hãy mình sợ chết, bởi sợ chết cho nên là mình ăn không được, ngủ không ngon, phải không? Nghe người ta nói mình sắp chết đó là mất ăn mất ngủ, thì cái khổ từ cái sợ mà ra. Mà sợ là từ cái tưởng mà thành sợ, phải không? Cho nên quý vị nhớ, những cái người mà bị án tử hình, đem ra pháp trường xử tử, thì những người đó sẽ làm sao? Trước hết họ bịt mắt, phải không? Bịt mắt rồi họ mới xử sự bằng cách là làm gì đó, hoặc là bắn hoặc gì đó. Tại sao phải bịt mắt? Bởi vì con mắt họ thấy họ kinh hoàng lên. Còn bịt mắt họ không thấy thì họ ít sợ. Ít sợ tức là ít khổ. Thì ví dụ như bây giờ chúng ta giả sử như có ai bắn đạn ở đâu nó lạc, nó bay trúng mình, lúc đó mình có sợ không? Đâu có sợ, trúng mình mà không sợ. Còn người ta chỉa mũi súng ngay mình, tới nhóm không biết trong nó có đạn hay không, mà thấy mũi súng thì sao? Rung cầm cầm liền. Thì như vậy rõ ràng cái sợ là do cái thấy rồi khởi tưởng, mà tưởng chừng nào nó sợ chừng nấy. Cho nên đây nói xa chút là sợ ma. Mấy người sợ ma đó thì từ cái gì mà ra? Nếu mà đi mấy khúc đường vắng, chỗ nào ta đồn ma nhiều đó, nếu đi một mình thì tới đó cái nó có cái gì? Có cái nhớ tưởng lại, chỗ này ta nói có con ma gì đó. Vậy người ta nói có con ma gì đó, cho nên rồi mình nghe cái mình hơi rợn gái, vừa nhớ tưởng cái là bắt đầu nó muốn rợn rợn cái sau lưng rồi, phải không? Như vậy thì cái sợ ma là do cái tưởng mà ra, phải không? Từ cái tưởng mà sanh sợ. Mình sợ mà nếu mình sợ cái mình đi, mình bước đi, mỗi bước mình đi sao nghe nó mạnh, rồi có cái tiếng động như có ai đi theo mình vậy. Và dường như có ai theo mình, có mình tưởng như có người theo mình, thì lúc đó là sao?
cái mình muốn chạy, phải không? Mà nếu chạy á, thì lại càng sao, càng sợ nữa. Đó, bởi vậy cho nên thường thường á, người ta hay bị cái nói bị ma nhát á. Như tôi nhớ hồi nhỏ tôi cũng là thuộc về cái loại sợ ma. Sợ ma ghê lắm. Bởi vì mình ở quê mà tối lại thì mấy bà già hay ngồi lại kể chuyện ma, mà cái tạc nghe chuyện ma là thích nghe. Mà nghe thì dễ sợ, nghe rồi đã rồi sợ. Ban đầu còn ngồi ở ngoài nghe hồi cái muốn nhảy vô trong giữa cái dòng trong ngồi chứ không dám ngồi ngoài nữa, sợ như vậy đó. Bởi vậy cho nên rồi lớn lên thì cái sợ nó cũng còn ám ảnh kia lắm. Có một lần tôi đi có công chuyện phải về tối, mà qua một khúc đường, khúc đường đó thì nói rằng ma nhiều lắm, là ma chó, ma heo, ma gì đủ thứ ma họ kể, kể ma cho tôi nghe cả chục thứ. Thành ra mỗi đi ngang đó thì tay cầm cái cây đi. Rồi cái trong khi đi tôi mới nghĩ thế này, mình nghĩ rằng nhiều cái nhà bác học mình đi thám hiểm cái gì nguy hiểm không biết mà tìm ra cho biết. Bây giờ nếu đây thiệt có ma, nó hiện ra nó nhát mình, thôi mình đứng lên coi cho kỹ, giả sử chết cũng được. Còn nếu không chết thì mình cũng biết mặt con ma về nói với bà con ta nghe. Chứ còn ai cũng nói ma hết, mà không biết mặt ma là sao, phải không? Rồi cả đám nhau mà sợ, sợ cái mình chưa bao giờ biết mặt. Thì tôi liền nghĩ như vậy. Thì tôi đi ngang cái khúc đường đó, ở trong cái bụi tre gai, nghe một cái sạc. Cái sạc thì nó vừa hơi lần lần sau lưng rồi. Cái tôi liền đứng lại, gan bọn trẻ nhìn á, coi nói cái gì, coi ma hiện lên sao, nhìn lại không thấy gì trên. Rồi cái thôi, từ từ chống trái đi, miễn nghe tiếng động đứng lại nhìn, không hành chạy nữa. Cái nhìn rồi tới sau tôi tự nhiên nó hết sợ. Bởi vì nếu nó thì có ma thì mình nhìn đứng lại nó hiện cho mình thấy, đứng lại không thấy gì hết trời. Còn nếu mà nghe cái sạc mình chạy cái gì nó vẫn hành ma nhát. Bây giờ, đó, người ta bị ma nhát là đó đó. Nghe một bóng dáng gì nó hiện qua cái là la ma rồi nó chạy rồi về cứ tưởng tượng là ma nói người ta, nói với người khác là thành ma. Tưởng như tôi có một người quen, cái người đó họ đi cờ bạc ban đêm, họ đi luôn luôn. Bà con của tôi thì ông kêu tôi bằng anh lận, nhưng mà ông tuổi lớn hơn tôi. Ông đi cũng như cái chỗ khu vườn mà tôi nói á, ông đi về ban đêm mà đi đó, đến vừa đó, cái vườn đó có nhiều cây cao, có cây mù u rồi. Cái ổng đi ngang đó, lúc nửa đêm người ta nói ở đó có con ma mặc đồ trắng, bỏ tóc xả. Nghĩa là mình đi ngang cái nó hay đeo cái đu hai cái chân lên trên, nó xả tóc xuống vậy đó. Cái là ổng nghe vậy, cái ổng để ý rồi. Cái bữa đó đúng là đi ngang, cái ổng thấy, thấy người mặc đồ trắng đưa đu lên cái cành mù u, mà xả tóc dài xuống dưới đất. Đây, ổng rợn người quá, ổng quản bây giờ liều chết, chạy cũng chết. Thôi ổng cầm cái cây, ổng đi lại, ổng đập vô cái con ma nó cái, nghe cái bột, coi lại là tàu cao. Tàu cao nó mới rớt, cái trong vẹn nó trắng. Rồi dưới cái đuôi tàu cao, nó gió được phơ phơ, tưởng như tóc xả. Rồi về ổng kể, cười bé bụng. Nếu mà ngang đó ổng chạy thì đúng rồi, ở đó có con ma bỏ tóc xả rồi. Thì nhiều khi mình tưởng tượng, mà nghe một cái thấy cái gì đó, từ đâu đó mình tưởng chắc rằng đó là ma, rồi cứ sợ. Rồi đó, như vậy thì mọi cái khổ từ cái tưởng mà ra, mà khổ là sợ, tưởng thì nào là sợ thì nói, càng tưởng càng sợ. Bây giờ tôi nói ví dụ gần nhất, là giờ có một người thân của quý vị đi đâu hẹn ở ngày thứ năm mà tôi về tới, trễ lắm là thứ sáu cũng về, mà người đó đi tới thứ năm ở nhà hay trong, qua luôn bữa thứ sáu nữa họ không về, thì lúc đó ở nhà mình sao? Thắt hồn mà tưởng, nào là tưởng họ bệnh, nào là tưởng đụng xe, đủ thứ tưởng, mọi thứ tưởng, mà càng tưởng là càng sợ, nôn nóng, ăn không được, ngủ được. Nhưng mà người đó về hỏi sao? Mà nói tại vì bà con họ vui quá, họ mời ở lại chơi thêm vài bữa, thì như vậy tất cả các tưởng mà thành nó xuất không ở trời. Không trúng đâu giờ đâu hết, mà khi đó mất ăn mất ngủ. Phải không?
Thì như vậy thì tất cả cái khổ đau từ cái sợ mà ra. Bởi vậy cho nên từ cái sợ mà sanh khổ, là Bồ Tát cứu khổ là làm cho người ta hết sợ. Cho nên gọi là bố thí vô úy đó. Vô úy tức là không sợ, không sợ thì còn gì là khổ, phải không? Nó như vậy thì quý vị mới hiểu cái trọng tâm của Bồ Tát Quán Thế Âm là bố thí cái không sợ cho mình. Mà không sợ là gì? Thí dụ như giờ quý vị đưa ngủ nằm bao thấy ma nữa nhé, nó như mình đánh lộn. À, lúc đó nếu quý vị nhớ niệm danh hiệu Quán Thế Bồ Tát thì ma nó chạy không? À, niệm Bồ Tát tôi thấy ma nó chạy liền, biến mất, phải không? Thì như vậy thì tại sao? Tại vì cái tưởng điên đảo của mình sợ ma, cho nên ngủ thấy ma. À, thấy ma thì cái đó cũng là cái điên đảo của mình. Cho nên rồi mình thấy ma cái mình đương đấu tranh đó. Bây giờ sực nhớ tới danh hiệu Quán Thế Bồ Tát mình niệm, tức là trở lại cái niệm trong sáng à, thì trở lại cái niệm trong sáng thì cái niệm điên đảo nó mất liền, cái gì ma nó liền biến mất. Cái mình cũng nhớ niệm Quán Thế Âm Bồ Tát linh thiệt chứ, phải không? Hồi hôm tôi mộng thấy ma, tôi niệm cái ma nó tan liền. Thì như vậy ở trường hợp nào chúng ta cũng thấy từ những cái tâm niệm lo sợ mà chúng ta niệm, đây là nói hai mặt sự và lý. Đứng về mặt sự thì niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát thì tâm mình nó bình tĩnh lại, phải không? Mà tâm bình tĩnh lại thì mọi cái sợ nó cũng lặng theo, theo đó nó lặng bớt, vì vậy mà bớt. Còn đứng về mặt lý thì niệm Quán Thế Âm Bồ Tát là trở về tri kiến Phật của mình. Mà trở về tri kiến Phật của mình thì cái đó nó là trong sáng, thanh tịnh, thì còn cái gì mà hại nữa, còn cái gì làm hiểm nguy, đâu còn những cái tưởng nào chen lẫn trong đó mà sợ. Do đó cho nên mọi cái nguy hiểm đều hết. Thì như vậy nó cả hai phần sự và lý nó rõ ràng. Nếu có chúng sanh nào nhiều lòng dâm dục, thường cung kính niệm Quan Thế Âm Bồ Tát liền được ly dục. Nếu người nhiều giận hờn, thường niệm cung kính Quan Thế Âm Bồ Tát liền được lìa lòng giận. Nếu người nhiều ngu si, thường niệm cung kính Quan Thế Âm Bồ Tát liền được lìa ngu si. Vô tận ý Quan Thế Âm Bồ Tát có những sức quay thần lớn, nhiều lợi ích như thế, cho nên chúng sanh thường phải một lòng tưởng nhớ. À, thì ở đây quý vị thấy nếu mình nổi giận lên mà mình niệm Quan Thế Âm Bồ Tát hồi cái thì cái giận nó lặn xuống cái gì, phải không? Còn mình nói khởi cái niệm xấu đối với cái người khác phái, lúc đó mình nhớ niệm Quan Thế Âm Bồ Tát hồi thì những cái tưởng bậy bạ nó lặn xuống thì lìa dục. Còn nếu mình ngu si, tức là nghĩ bậy nghĩ bạ điên đảo, niệm Quan Thế Âm Bồ Tát thì nó liền bình tĩnh lại, lìa được ngu si. À, thì như vậy đó là tôi nói về sự. Còn về lý thì như hồi nãy đã nói, tức là trở về cái tánh nghe hay là trở về tri kiến Phật thì mọi cái đó đều lìa hết chứ không có còn. Nếu có người nữ giả sử muốn cầu con trai lễ lại cúng dường Quan Thế Âm Bồ Tát liền sanh con trai phước đức trí huệ. Giả sử muốn cầu con gái bèn sanh con gái có tướng xinh đẹp, trước đã trồng cội phước đức mọi người đều kính mến. Vô tịnh ý Quan Thế Âm Bồ Tát có sức thần như thế. À, ở đây là một cái mà lâu nay chúng ta bị mắc kẹt. Có nhiều vị tu sĩ, mà nhất là tu sĩ phái nữ á, của mình á, mấy cô ni á, hay tin cái này lắm. Rồi cái gặp mấy người Phật tử có thai, cái nói ráng niệm Quan Thế Âm Bồ Tát cầu con trai được con trai, cầu con gái được con gái. Mà đa số mấy bà thích con trai hay con gái? À, thích con trai. Cái rồi ráng niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, nhưng mà niệm đã đời tới sanh ra con gái, cái lúc đó nói sao? Lúc đó là ăn xong nói sao với bà đó đây? Thì cái đó là một cái mà làm cho người ta thật là khó giải quyết. Cho nên ngày xưa tôi cũng có một cô đi, cô quen, cô kể lại chuyện này. Cô nói rằng có một người Phật tử ở gần chùa cũng tín ngưỡng rất là sâu đậm. Cho nên rồi có thai, muốn được người con trai, cô dạ thôi ráng niệm danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát sẽ sanh được con trai. Dạy bả niệm, niệm rất là chí thành, chí thiết. Nhưng mà tới sanh con gái. Rồi từ đó lại kiện thầy, tại sao thầy nói niệm
danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát sanh con trai mình, con bây giờ sanh con gái rồi sao? Cái rồi ông thầy ông trốn hoài, ông không dám ra mặt đó. Là tại vì mình lỡ rồi, bây giờ ăn sao nói sao đây? Thì chẳng lẽ nói Bồ Tát không linh, còn nếu linh thì sao ta niệm mà không có, không được. Cho nên cái này cũng là một cái quả lớn của chúng ta. Nếu mà cứ lấy cái đây làm sự thật mà bảo dạy người á, thì thật là nguy hiểm. Bởi vì ở đây là Phật muốn nói rằng cái hiệu nghiệm của Bồ Tát Quán Thế Âm là Ngài đầy đủ công đức. Cho nên khi mình niệm danh hiệu Ngài thì mọi cái sự việc nó đều như cái ý nguyện của mình. Đó là mãn nguyện của mình, chứ không phải nói muốn cầu con trai được con trai, cầu con gái được con gái, mà nói mọi cái sự việc đều mãn nguyện. Tại sao? Bởi vì chúng ta khổ đau vì cái lòng tưởng, tức cái tâm tưởng quá mạnh. Vì tâm tưởng quá mạnh cho nên sanh ra kinh sợ, mà từ kinh sợ sanh ra đau khổ. Và niệm danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát là dừng cái tưởng, mà tưởng dừng thì cái kinh sợ hết, mà kinh sợ hết thì mọi việc được an ổn. Đó là cái phước lành của mình. Vì vậy cho nên nói niệm Quan Thế Âm Bồ Tát liền được mãn nguyện. À, còn nói xa hơn là niệm danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát là tu trở về tánh nghe của mình. Mà trở về tánh nghe tức là trở về tri kiến Phật thì mọi cái đều được như ý. À, cho nên cái thể tánh chân thật đó cũng gọi là như ý châu đó, cái hạt châu như ý. Thì như vậy thì quý vị thấy đó là những cái điều mà trong kinh Phật thường nhắc, thường nói. Nếu có chúng sanh cung kính lễ lại Quan Thế Âm Bồ Tát là phước đức chẳng luôn mất. Cho nên chúng sanh đều phải thọ trì danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát. Vô tận ý, nếu có người thọ trì danh tự của 62 ức hằng hà sa Bồ Tát, lại trọn đời cúng dường đồ ăn uống, y phục, giường nằm, thuốc thang, ý ông nghĩ sao công đức của người thiện nam tử, thiện nữ nhân đó có nhiều chăng? Vô tận ý, thưa Bạch Thế Tôn, rất nhiều. Phật nói, nếu lại có người thọ trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát những đến một thời lễ lại cúng dường, thời phước của hai người đó bằng nhau không khác, trong trăm nghìn muôn ức kiếp không thể cùng tận. Vô tận ý, thọ trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát được vô lượng vô biên phước đức lễ như thế. À, ở đây là so sánh niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát với trăm ngàn muôn ức hằng hà sa danh hiệu Bồ Tát khác, thì cái số Bồ Tát khác nhiều hơn vô lượng vô biên, nhưng mà cái công đức ngang bằng nhau chứ không có kém. Tại sao vậy? Như vậy thì Bồ Tát niệm danh hiệu Bồ Tát này có phước hơn niệm danh hiệu Bồ Tát kia sao? Cũng như niệm danh hiệu Phật này có phước hơn niệm danh hiệu Phật kia sao? À, đây là muốn nói, bởi vì niệm bao nhiêu danh hiệu của Bồ Tát khác và cúng dường y phục vân vân là cốt để trở về với cái công hạnh của các ngài. Mà trở về công hạnh các ngài thì tức là trở về cái tri kiến Phật, trở về cái kinh Pháp Hoa. Còn niệm danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát cũng trở về với tri kiến Phật, tức là trở về kinh Pháp Hoa. Thì như vậy trên cái lý tánh đó bình đẳng không khác, không có nhiều, không có ít. Cho nên niệm bao nhiêu muôn ức với niệm một danh hiệu, mà hai cái đó đều công đức bình đẳng, không có sai biệt. Vì niệm có nghĩa là trở về với cái tri kiến Phật của mình đó. Chứ không phải niệm chỉ là cái niệm suông bằng đọc Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, mà niệm là trở về tri kiến Phật, mà tri kiến Phật tức là kinh Pháp Hoa đó. Ngài Vô Tận Ý Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, Quán Thế Âm Bồ Tát dạo đi trong cõi Sa Bà như thế nào, sức phương tiện việc đó thế nào? Phật bảo: Vô Tận Ý Bồ Tát, thiện nam tử, nếu có chúng sanh trong quốc độ nào đáng dùng thân Phật đạt được độ thoát tại Quan Thế Âm Bồ Tát, liền hiện thân Phật mà gì đó nói pháp. Người đáng dùng thân duyên giác được độ thoát, liền hiện thân duyên giác mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân thanh văn được độ thoát, liền hiện thân thanh văn mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân
Phạm Vương được đổ thoát liền hiện thân Phạm Vương mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân Đế Thích được đổ thoát liền hiện thân Đế Thích mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân Tự Tại Thiên được đổ thoát liền hiện thân Tự Tại Thiên mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân Đại Tự Tại Thiên được đổ thoát liền hiện thân Đại Tự Tại Thiên mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân Thiên Đại Tướng Quân được đổ thoát liền hiện thân Thiên Đại Tướng Quân mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân Tỳ Sa Môn được đổ thoát liền hiện thân Tỳ Sa Môn mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân Tiểu Vương được đổ thoát liền hiện thân Tiểu Vương mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân Trưởng Giả được đổ thoát liền hiện thân Trưởng Giả mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân Cư Sĩ được đổ thoát liền hiện thân Cư Sĩ mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân Tể Quan được đổ thoát liền hiện thân Tể Quan mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân Bà La Môn được đổ thoát liền hiện thân Bà La Môn mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân Tỳ Kheo Tỳ Kheo Ni Ưu Bà Tát Ưu Bà Di được đổ thoát liền hiện thân Tỳ Kheo Tỳ Kheo Ni Ưu Bà Tát Ưu Bà Di mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân phụ nữ của Trưởng Giả Cư Sĩ Tể Quan Bà La Môn được đổ thoát liền hiện thân phụ nữ mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân đồng nam đồng nữ được đổ thoát liền hiện thân đồng nam đồng nữ mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân trời rồng giả xoa càn tháp bà a tu la ca lâu la khẩn a la ma hầu la già nhân cùng phi nhân được đổ thoát liền đều hiện ra mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân đắp kim cam thần được đổ thoát liền hiện thân đắp kim cam thần mà vì đó nói pháp. Vô tận ý Quan Thế Âm Bồ Tát đó thành tựu công đức như thế, dùng các thân hình dạo đi trong các cõi nước để độ thoát chúng sanh, cho nên các ông phải một lòng cung kính cúng dường, một lòng cúng dường Quan Thế Âm Bồ Tát. Quan Thế Âm Bồ Tát đó ở trong chỗ nạn gốc sợ sệt hay ban sự vô quý, cho nên cõi Ta Bà này đều gọi Ngài là vị thí vô quý. Thì như vậy cái đoạn này là nói 32 ứng thân. Thì tôi nhắc lại, bởi vì Bồ Tát mà tu từ chứng tứ địa tới ngũ địa thì có được 32 ứng thân. Mà đã có 32 ứng thân cho nên vì lòng từ bi mà chúng sinh nào có cái duyên thâm cảm thâm được cái lòng từ bi của Ngài thì Ngài liền hiện thân để mà độ thoát. Thì như vậy cái thân của Ngài hiện đó là ứng thân, mà ứng thân do cái lòng từ bi thị hiện. Như vậy thì Bồ Tát Quán Thế Âm là cái hạnh đại bi, do tu cái hạnh đại bi cho nên tùy chúng sinh có cái khổ đau nào mà tưởng niệm đến Ngài, tức là cảm thông được với Ngài, thì Ngài tùy hiện thân mà giáo hóa để cho người ta thoát khỏi cái khổ sở. Cho nên nói là Ngài bố thí vô quý. Như vậy thì cái ứng thân này là để nói lên Bồ Tát từ tứ địa tới ngũ địa được, hay là tức là tưởng âm là tới ngũ địa tới lục địa. Như vậy thì chúng ta mới thấy cái công hạnh của Bồ Tát Quán Thế Âm là hạnh từ bi. Mà đã là hạnh từ bi cho nên mọi khổ não của chúng sinh thì nếu có cái duyên cảm ứng được với Ngài thì Ngài liền ứng thân để mà giáo hóa, để mà thức tỉnh. Thì cái điều này chúng ta thực ra cũng mà không có thể nói một chiều, hoặc là sự không, hoặc là lý không được, mà phải nói cả hai chiều. Thì cái điều này tôi kể lại một câu chuyện thì quý vị thấy. Hồi xưa lúc tôi còn đi giảng kỳ đó lên trên Lộc Ninh, thì có ông đó, hồi trước ông làm phó quận, ông đứng ra ông tổ chức cái cuộc giảng mà tôi và thầy Quỳnh Vi lên đó giảng. Thì lần đầu tiên lên, ông đó cũng tên Triền. Khi mà lên thì ổng mới đặt câu hỏi. Ổng hỏi rằng: thưa quý thầy, không biết Bồ Tát Quán Thế Âm có hiện
đến khi nào mình cầu nguyện Ngài, Ngài có hiện đến với mình không? Thì cái điều đó tôi nghe hỏi thì tôi có hơi nghi trong lòng, tôi không trả lời liền, mà tôi hỏi theo đạo hữu thì đạo hữu thấy sao? Thì ông nói rằng với tôi thì điều đó tôi tin chắc chắn có. Thì hỏi sao? Thì ông nói rằng ông có một đứa con mới có 13, 14 tuổi đang đi học, nó bị bệnh nặng. Bệnh nặng thì chở xuống bệnh viện Đồng Đất. Và khi đó thì nằm nửa tháng bệnh không giảm, mà bác sĩ chạy bây giờ phải đem về chứ để đây thì chết ở trong bệnh viện. Thì túng quá ông trở về thì coi như là trời nó chết thôi,